tục với câu hỏi, liệu Ethereum có trở thành chứng khoán sau sự kiện The Merge hay không? Nếu bạn đang thắc mắc The Merge là gì thì vui lòng xem video trước trên kênh của mình nhé. Ok, quay trở lại, thì nếu mà bạn nào đã tham gia thị trường crypto đủ lâu á, các bạn biết là năm 2020 thì Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC đã kiện công ty Ripple bởi vì mở bán trái phép 1,3 tỷ chứng khoán XRP. Vậy thì họ đã coi XRP là một loại chứng khoán. Vậy thì cơ sở nào mà SEC đã coi XRP là chứng khoán? Đó là do họ dựa vào một bài kiểm tra có tên là The Howey Test. Trong đó thì nếu một loại tài sản đúng với 4 định nghĩa sau: thứ nhất là một khoản đầu tư bằng tiền, thứ hai là việc đầu tư tiền vào một doanh nghiệp chung, thứ ba là có kỳ vọng về lợi nhuận từ việc đầu tư, và thứ tư là có bất kỳ lợi nhuận nào đến từ nỗ lực của người quảng bá hoặc là bên thứ ba, thì tài sản đó sẽ được xem là một hợp đồng đầu tư và do đó là một chứng khoán. Thì có một vị giáo sư luật tại trường đại học Georgetown tên là Adam Levantine, thì khi mà Ethereum chuyển hoàn toàn sang Proof of Stake á, thì bốn tiêu chí của The Howey Test ở trên sẽ được đáp ứng là như thế này. Các bạn pause lại để đọc nhé. Và do đó thì Ethereum có thể được xem là một chứng khoán. Nghe thì có vẻ rất thuyết phục, nhưng mà trên thực tế thì Ethereum Proof of Stake không hề hoạt động như vậy. Bởi vì holder không bắt buộc phải stake Ethereum, mà chỉ có những người nào muốn trở thành validator là xác thực giao dịch đó mới phải cam kết là stake 32 ETH mà thôi. Do đó thì lập luận The Howey Test ở trên không được sức thuyết phục. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Ethereum trở thành chứng khoán? Một khi mà Ethereum xếp loại là chứng khoán á, thì cái đợt ICO năm 2014 mà thu về 18 triệu đô sẽ bị kiện là mở bán chứng khoán chưa qua đăng ký. Theo diễn đàn của trường luật Harvard á, thì SEC có thể áp đặt mức tiền phạt đối với công ty vi phạm luật chứng khoán là từ 80.000 đến 775.000 đô. Và như các bạn đã biết thì phần lớn sàn giao dịch crypto hiện nay đều không có quy định về pháp luật rõ ràng, đúng không? Cho nên á, là nếu như Ethereum trở thành chứng khoán thì những sàn giao dịch nào mà có mua bán Ethereum sẽ trở thành sàn giao dịch chứng khoán và sẽ được điều tiết bởi SEC. Vậy thì cá nhân các bạn nghĩ là liệu Ethereum có trở thành chứng khoán sau sự kiện The Merge hay không thì có thể comment bên dưới cho mình biết với nha.